Có một công đoạn mà lúc trước Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng, ngày cứ nhắc suốt kể câu chuyện mà giống như có cái bà cụ này, bà cứ thường đi chỗ này chỗ kia, bà lễ lại, bà giống như van xin đồ, cũng biết Phật pháp mà đi lễ lại rất nhiều nơi. Bà có một người con trai, sau này con trai cưới vợ, ngay người vợ này biết Phật pháp, biết niệm Phật. Người con dâu này thỉnh tượng Phật về nhà và khuyên người mẹ chồng: mẹ đừng đi lễ lại khắp nơi nữa, mẹ cứ ở nhà lễ một A Di Đà Phật, chân thật lễ A Di Đà Phật đi, mẹ cứ niệm A Di Đà Phật, lễ A Di Đà Phật, phát nguyện cầu sanh cực lạc. Người mẹ chồng này thiện căn cũng rất đặc biệt, bà nghe lời người con dâu, bà chỉ lễ một danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không này nói rằng là bà cụ này về sau giảng sanh rất thù thắng, nghĩa là bà biết ngày giờ giảng sanh, tang phục may cho con trai con dâu cháu chắt và chuẩn bị sẵn hết. Bữa nọ giờ ăn cơm buổi sáng, bà nói với các con cháu rằng cứ ăn cơm trước đi, ăn cơm trước để bà đi tắm. Thì bà vào bà tắm, sau người con trai cũng hiếu thảo chờ mẹ ra ăn cơm chung. Thì thấy lâu quá, vô coi thử, thấy mẹ tắm xong hết rồi, xong rồi đi vào trong bàn thờ Phật thì thấy mẹ đang đứng. Gọi mẹ thì bà không trả lời, lỡ đến gần thì thấy bà giảng sanh, đứng mà giảng sanh, như là một câu Phật hiệu thôi, thành tựu đứng mà giảng sanh, không? Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày có câu, ngày giảng, ngày nói rằng chúng ta thấy một bà già lão không biết một chữ nào hết niệm Phật, đừng nên dõi dàng cười chê bà, có khi đó là Bồ Tát đó, không đơn giản. Vì một câu Phật hiệu này tin không đơn giản đâu quý vị. Nên quý vị tụng trong kinh Vô Lượng Thọ rõ ràng mà, không thể nào dùng chút xíu thiện căn phước báo nhân duyên mà tin pháp này được. Mà chính kim khẩu Phật nói pháp này là pháp khó tin, người phải là nhiều đời nhiều kiếp tu cái pháp này. Giống như mình học một cái nghề 20 năm về trước, như những đức nấu ăn bao nhiêu năm về trước, nhưng bây giờ chỉ cần bước vào nhà bếp là cái cảm giác của bao nhiêu năm về trước nó sẽ quay lại, thành thục nghề rất mau, hiểu chưa? Thì giống như nhiều đời nhiều kiếp mình đã niệm Phật rồi quý vị, bây giờ tự nhiên mình gặp niệm Phật, mình nghe niệm Phật là mình thích liền. Nên quý vị biết rằng có những người ta niệm Phật tự nhiên người ta khóc rơi nước mắt, hoặc là nghe câu Phật hiệu người ta dẫn óc người lên đây, cảm giác như người ta nó được một cái gì đó mà lâu lắm rồi bây giờ mới gặp lại. Món món đồ đó của người ta bây giờ quá lâu rồi, bây giờ người ta gặp lại nó cảm động rơi nước mắt, thiện căn đó vì đó. Nên từ nơi đó mà thấy cái người niệm Phật người ta không biết gì, đừng có giỏi cười chê người ta, nhớ kỹ. Giống như Tổ sư Liên Trì, ngài rất là thông hiểu, thông tông thông giáo hết luôn, nhưng khi ngài lên Lô Sơn người ta hỏi ngài thì ngài đều nói rằng ngài không biết gì, ngài không biết gì cả. Nên từ nơi đó mà cái không biết gì của ngài chỉ có biết một câu Phật hiệu, trong khi ngài thông tông thông giáo, khi cuối cùng ngài nói ngài không biết gì, chỉ biết niệm Phật thôi. Ai nghe lời thì ngài dạy cho niệm Phật. Vậy mà ngài là tổ sư quý vị. Giống như câu chuyện mà ông thợ giá nồi, và thường thì không cứ kể suốt những câu chuyện này. Nhà Đức nghe ngài giảng lúc xưa là cứ nghe ngài kể câu chuyện này suốt, những câu chuyện này kể hoài, cứ buổi giảng thường cứ kể những câu chuyện này, không biết một chữ nào chứ.
cùng với Pháp Sư Đế Nhàn là hai người là giống như anh em kết nghĩa lúc ở ngoài đời còn nhỏ. Sau này Pháp Sư Đế Nhàn đi xuất gia trở thành bậc cao tăng, còn ông thì khổ nghèo làm nghề giá nội. Ông cứ nghĩ bản thân mình tại sao khổ như vậy, thấy rằng anh em huynh đệ của mình đi tu thấy tự tại quá. Thật sự ông muốn bỏ cái nghề giá nội, ông muốn đi xuất gia. Thì vô gặp Pháp Sư Đế Nhàn xin được xuất gia. Có nghĩa là Pháp Sư Đế Nhàn từ chối rất nhiều lần, vì nghĩ rằng là đi xuất gia trong chùa phải thuộc những bài kinh sáng tối đồ này kia, rồi chú Lăng Nghiêm đồ này nọ, phải thuộc kinh Di Đà. Nhưng ông không biết chữ nào sao đọc thuộc đấy, rồi cho ông xuất gia rất là khó khăn. Nhưng mà ông cứ nài nỉ, ông xin suốt như vậy. Cuối cùng Pháp Sư Đế Nhàn nói rằng được, tôi cạo đầu xuất gia cho ông, nhưng mà tôi chỉ dạy sao ông phải nghe vậy nghe. Chứ đừng nghĩ lúc xưa tôi với ông là anh em huynh đệ, bây giờ tôi nói ông không được, sao tôi dạy ông. Nói tôi đã bái ông làm thầy rồi thì ông dạy nhất định tôi sẽ nghe. Những người ngày xưa người ta chân chắc thật thà, người ta đã quyết tâm cầu đạo là người ta làm tới cùng luôn, không nói vòng vo. Pháp Sư Đế Nhàn xuất gia cho ông, cuối cùng đưa ông về quê một cái miếu nho nhỏ cho ông ở, nhờ một người mỗi ngày nấu cơm cho ông mấy lần cho ông ăn. Rồi Pháp Sư Đế Nhàn truyền cho ông đúng một câu Phật hiệu: ông cứ niệm Phật, cứ niệm Phật, lúc nào rảnh niệm Phật, lúc ngủ thôi, thức dậy niệm Phật, ăn cơm thôi, ăn cơm xong niệm Phật. Ông cứ niệm Phật, ông cứ làm suốt như vậy. Cái người nấu cơm thấy nhiều năm ông cứ y rang như vậy mà làm, không làm Phật sự, không làm gì hết, chỉ có một câu Phật hiệu niệm hoài vậy đó, niệm hoài luôn. Đến một ngày nọ, ông nói với người nấu cơm rằng: ngày mai bà khỏi nấu cơm cho tôi, tôi có công việc tôi phải đi. Công việc là giống như đi chào một số người. Xong rồi bữa sau ông tiếp tục nói với bà lão: bà khỏi nấu cơm cho tôi, bữa sau cũng khỏi nấu nữa. Bà lão này nói rằng: nhiều năm như vậy ngài không đi đâu, bây giờ tại sao ngài cứ đi suốt mấy ngày như vậy? Bà dẫn đến ngay cái miếu nhỏ coi thử, thì thấy cửa miếu mở toang ra, thấy ngài đứng trước tượng Phật. Thì bà đến gần bà nhìn, bà gọi thì ngài đứng im ru như vậy. Đến gần thì thấy ngài giảng sanh. Xong bà lão kinh ngạc quá, từ đó tới giờ mới thấy người đứng mà mắt như vậy. Cuối cùng bà báo cho những vị cư sĩ quy y Pháp Sư Đế Nhàn biết. Những vị cư sĩ đã đến báo cho Pháp Sư Đế Nhàn. Bạn đi, bạn về, mất 3 ngày đường. Đi ngày rưỡi, về ngày rưỡi, mất 3 ngày. 3 ngày đường đến vẫn gặp ông đứng y thinh chỗ như vậy. Người mất rồi đứng giảng sanh, đứng 3 ngày 3 đêm. Pháp Sư Đế Nhàn bước vào tán thán ông rằng: ông không biết một chữ nào, ông không biết gì nhiều. Ông xuất gia tôi chỉ ông một câu Phật hiệu: ông chân thật lão thật niệm Phật, phương trượng chủ trì giảng kinh thuyết pháp không bằng ông. Ông là đặc biệt nhất, không biết chữ nào niệm Phật giảng sanh, giảng sanh đứng chờ thầy 3 ngày 3 đêm đến làm minh chứng cho pháp môn Tịnh Độ thù thắng. Nên quý vị phải nhớ kỹ, đừng rõ ràng cười chê người không biết gì mà niệm một câu Phật hiệu, không đơn giản. Nên những câu chuyện này Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng, ngày kể rất nhiều lần. Những đức bị ấn tượng cực kỳ sâu sắc những câu chuyện này, không bao giờ những đức quên những câu chuyện này. Lúc nào muốn kể là kể liền. Tại vì sao? Vì những câu chuyện này nó ăn sâu vào máu những đức. Tại sao những đức quyết tâm một câu Phật hiệu niệm đến cùng? Vì những câu chuyện này đã ăn sâu vào tâm khảm của mình. Nhớ cái câu quan trọng nhất của Pháp Sư Đế Nhàn, ngài nói rằng: phương trượng chủ trì giảng kinh thuyết pháp, làm nhiều Phật sự, giảng không bằng ông. Thành tựu của ông cực kỳ thù thắng như vậy. Nên quý vị niệm Phật, quý vị nhớ kỹ, cái người niệm Phật cầu sanh cực lạc, nghe những câu chuyện này, vì phải rằng rằng cái tâm quý vị thì thật sự quý vị có thiện căn. Còn khi mấy vị mà là người niệm Phật mà nghe những câu chuyện này, mấy vị bỏ lơ, không cần quan tâm tới và nói rằng câu chuyện này nghe hoài không có cảm giác gì, 100% quý vị không phải là người thật thà niệm Phật. Câu chuyện này mỗi lần kể tới, mỗi lần nói đến là người cực kỳ giàu dạc thì thật sự người có thiện căn. Nghe 100, 1000 lần nghe cũng càng nghe thì càng thích thú, thì đúng là người thiện căn sâu dày. Người này lão thật niệm Phật.
Còn nếu như cho câu chuyện này là câu chuyện quen rồi, không cần phải nghe đến, dù quý vị có ở sát bên cạnh một người chân thật niệm Phật cũng vô ích, vì sẽ không bao giờ thành công. Thật sự quý vị, người bên cạnh những đức thì thôi quá đông, để người mà cảm giác được việc làm những đức thì cực kỳ là ít. Thật sự. Nên tại sao một câu Phật hiệu này, những đức có thể tin trong mọi hoàn cảnh, dù gặp sự trở ngại gì cũng niệm Phật, vì những đức tin có Phật hiệu này thù thắng. Nó thật sự quý vị, tin ngay cái chỗ một con người ngày xưa ngoài đời không có đặc biệt, nhưng mà tại sao những đức niệm Phật, những đức lại có những cái khả năng rất đặc biệt? Đó là gì? Cái gì những đức cần nhớ nhất định sẽ nhớ, còn cái gì những đức không cần nhớ thì những đức không nhớ. Cái này rất là lạ quý vị. Có nghĩa là câu chuyện nào những đức chỉ cần coi qua, nhìn qua, nghe qua, chỉ cần những đức nói là muốn nhớ, nhất định những đức sẽ nhớ. Còn những cái gì những đức không muốn nhớ, nhất định sẽ không nhớ. Đó là cái niệm Phật những đức thấy cực kỳ thù thắng. Và một câu Phật hiệu nó giúp cho mình có một cái khả năng phát huy năng lực của chính mình cực kỳ cao. Có nghĩa là làm những việc quý vị phải cảm nhận rằng, nhận thức rằng đó là việc phi thường, thật sự luôn. Nếu quý vị chân thật niệm Phật, quý vị sẽ làm những chuyện rất phi thường trong cuộc đời này luôn. Nên câu Phật hiệu này không đơn giản đâu quý vị. Nếu như mình không có duyên làm việc Phật sự này kia, quý vị cứ lão thật niệm Phật đi, khỏi đi dòng do tam quốc nhiều, cứ nắm chắc một câu Phật hiệu này mà niệm, quý vị sẽ có kết quả rất lớn. Và cái hạnh phúc và cái phước báo lớn nhất cuộc đời quý vị đó là gì? Bình an được nội tâm. Bình an được nội tâm 100%. Bây giờ chúng ta đã từng trải qua những thời gian đi chỗ này đi chỗ kia, đi chỗ đông người quá trời luôn, vì cảm nhận lời của Thượng Tịnh không giảng chắc chắn là không sai. Biết ít phiền não ít, biết nhiều phiền não nhiều. Bây giờ những đức nói với quý vị nghe một câu này nè: làm Phật sự nhiều thì tạo nghiệp có khi còn nhiều. Không khéo tạo nghiệp nhiều vì sao? Kiêu ngạo ngã mạn, nó không có công phu tu điều chỉnh cái tâm kiêu ngạo đó, nên quả tai sẽ đến với mình. Tại vì sao? Nghĩ mình làm việc lớn, làm phước báo lớn, tạo bao nhiêu sự nghiệp lợi ích lớn, không có sự tu hành niệm Phật để điều chỉnh cái tâm đó lại, để dịu tâm đó lại, thì tức khắc tạo nghiệp lớn. Chắc chắn quý vị luôn. Nên Hòa Thượng Tịnh Không khi giảng mà hành trì rồi, quý vị sẽ thấy cái lời giảng của Ngài cực kỳ sâu sắc, nhưng phải hành trì. Hành trì đấy không phải là cả cuộc đời quý vị, vì không vấp ngã gì, nhưng trong cái vấp ngã thật sự quý vị mới cảm giác. 15 năm những đức đi tu, những đức thấy rằng thời điểm mà mấy tuần này những đức dụng công tu, thật sự trong lòng những đức cảm giác đúng là có Phật hiệu quá thù thắng. Hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời chúng ta là được niệm Phật. Nên những đức nói đây là cũng là một cái nhiệm vụ khi những đức trở thành cư sĩ, những đức làm. Nên những đức mong những người hữu duyên, những người chúng ta dù ở phương xa không được gặp nhau như lúc trước đi lợi chùa, nhưng những đức mong quý vị nên nhận thức Pháp Môn Tịnh Độ này, và đừng nên niệm Phật mà vô vị. Hãy niệm bằng cả tấm lòng của chính mình đi. Giống như một bài hát, cũng là một bài hát đó, nhưng một người hát lên bài hát đó rất là nhạt nhẽo, nhưng cũng là một bài hát đó, nhưng một người đã nhập tâm vào bài hát đó hát thì hoàn toàn khác. Cũng là một câu Phật hiệu, nhưng có những người niệm vì thấy nó, họ rất niệm rất là vô vị, nhưng có những người niệm khi quý vị nghe một cái là cảm giác liền. Nhất là câu Phật hiệu mà cái phương pháp tu này, quý vị nghe thử đi. Khi quý vị mà những đức niệm, quý vị cứ nghe đi, rồi lúc mà chúng niệm quý vị cứ dạt dào chân thật mà niệm đi. Rồi khi những đức niệm quý vị cứ nghe thử đi, rồi quý vị sẽ thấy câu Phật hiệu, cái cảm giác nghe câu Phật hiệu như thế nào. Thì lúc đó quý vị sẽ thấy rằng là câu Phật hiệu này sẽ hóa giải rất nhiều thứ rất rối trong tâm chúng ta. Nên đó là những điều mà chúng ta vừa tu xong. Bây giờ chúng ta gọi là gì? Hành giải. Còn lúc trước là giải hành, mà giải nhiều hành ít. Bây giờ là hành trước giải sau, là chúng ta tu tập trước, xong mình mới thật sự nguyện cầu Đức Phật gia hộ để chúng ta đem Pháp Môn Tịnh Độ giới thiệu. Nên đây gọi là hành giải. Nên khi quý vị nghe nên lắng động tâm lại, để gây dựng tín nguyện cho thật kiên cố. Cả đời này chúng ta niệm Phật trong thuận hay nghịch, để hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.